Tổ bảo nếu ngươi tâm mê không thấy nên hỏi thiện tri thức chỉ đường. Nếu ngươi tâm ngộ liền tự thấy tánh, y pháp tu hành. Ngươi đã mê không thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Vỡ một phen nữa. Nếu mà mình mê mình chưa biết thì tới thiện tri thức hỏi cách chỉ dạy cho. Còn nếu mình ngộ rồi thì tự thấy tánh, y pháp tu hành, tới đây hỏi chi nữa. Ngươi đã mê không thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Tự ông không thấy, bây giờ hỏi ta thấy hay không thấy, ngồi thiền thấy hay không thấy. Đó, với một lần này hơi đậm. Ta thấy thì ta tự biết, đâu thế cái mê cho ngươi. Nếu ngươi tự thấy cũng không thế được cái mê cho ta, tại sao không tự biết tự thấy, lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Sư lễ bái hơn trăm lại, cầu xin sám hối. Đó, tới đây rồi mới thấy lỗi lớn của mình, cho nên lễ liên miên, xin sám hối. Từ đây sư ở lại hầu hạ tổ, không lúc nào rời. Như vậy thì từ đây, ngài ở, ngài làm thị giả.